Chuyển sang các tin tức quốc tế, Nga đã trở lại top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ năm 2014 và lần đầu tiên xếp thứ 8 với sản lượng sản xuất hàng hóa và dịch vụ trị giá 2,3 nghìn tỷ đô la trong năm 2022. Đây là dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới và các cơ quan thống kê do Sputnik phân tích và công bố. Năm 2014, Nga xếp thứ 9 trong danh sách các nền kinh tế lớn của thế giới nhờ sản xuất hàng hóa và dịch vụ trị giá 2,05 nghìn tỷ đô la Mỹ. Trong năm 2021, nước này đứng ở vị trí thứ 11. Bên cạnh đó, Nga xếp thứ 102 thế giới về mức tăng giá toàn cầu với tỷ lệ lạm phát hàng năm tính đến tháng 3 là 3,5%, trong khi phần lớn châu Âu đều cao hơn ngưỡng này. Vào hồi tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự kiến lạm phát toàn cầu sẽ giảm từ 8,7% vào năm ngoái xuống 7% vào năm nay và thế giới sẽ không đạt mức lạm phát mục tiêu cho đến năm 2025. Tình trạng giảm phát trong dự báo trên phản ánh xu hướng giảm giá nhiên liệu và giá hàng hóa phi nhiên liệu cũng như tác động hạ nhiệt của việc thắt chặt tiền tệ đối với hoạt động kinh tế.